VinFast chưa lớn ở Trung Đông, sắp bán loạt xe tại quốc gia chơi siêu xe top thế giới, tính mở 13 cửa hàng, xưởng dịch vụ. VinFast đang cho thấy tốc độ mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu rất nhanh chóng khi lên kế hoạch bán xe tại Trung Đông sau khi công bố các khoản đầu tư lớn trong khu vực châu Á. Khai trương cửa hàng bán 4 dòng xe điện tại Oman năm 2024. Theo thỏa thuận bán hàng ký kết giữa VinFast và Bachmann Automobiles Trading LLC mới được tờ Trade Arabia chuyên về tài chính của khu vực Trung Đông chia sẻ. Hãng xe Việt Nam tới đây sẽ khai thác thị trường Oman. Đây là một quốc gia có tiềm năng tiêu thụ xe lớn trong khu vực Trung Đông. BAT sẽ trở thành đại lý chính thức phân phối xe VinFast tại Oman. Theo kế hoạch, từ năm 2024 đến năm 2027, BAT sẽ mở và đưa vào vận hành 13 cửa hàng cùng trung tâm dịch vụ VinFast. Cửa hàng đầu tiên được lên lịch khai trương vào giữa năm nay. Việc bán xe sẽ được triển khai ngay sau đó. VinFast sẽ hợp tác với BAT để phân phối 4 dòng xe điện tại Oman, gồm VF6, VF7, VF8 và VF9. Đây là 4 trong tổng cộng 6 mẫu xe từng được giới thiệu tại Indonesia trong tháng 2 này. Oman là quốc gia có tay lái thuận so với Việt Nam. Do đó, xe bán tại Oman nhiều khả năng sẽ được nhập hoàn toàn từ Việt Nam, chứ không phải từ nhà máy sắp xây dựng của VinFast tại Indonesia hay Ấn Độ. Oman, thị trường tiêu thụ xe đầy tiềm năng. Tờ Trade Arabia trích lời ông Tạ Xuân Hiển, giám đốc điều hành của VinFast Trung Đông, cho biết Oman là một thị trường đầy hứa hẹn cho xe điện bởi người tiêu dùng ở đây đặc biệt quan tâm tới các giải pháp giao thông bền vững và thân thiện với môi trường. Oman được dự đoán sẽ là thị trường xe điện có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm tới. Chính phủ Oman gần đây đã thực hiện nhiều sáng kiến khuyến khích sử dụng xe điện nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, giảm khí thải carbon và hạn chế tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Một lợi thế nữa khi VinFast vào Oman là có thể tận dụng được hệ thống trạm sạc sẵn có. Hồi giữa năm ngoái, Bộ Giao thông Vận tải, Truyền thông và Công nghệ Thông tin tại Oman từng tuyên bố sẽ phủ sóng các trạm sạc bao phủ 90 địa điểm trên các tuyến đường chính. Ngoài ra, Oman cũng là thị trường có tiềm năng tiêu thụ xe rất lớn. Đây nổi tiếng là nơi có nhiều triệu phú sở hữu những siêu xe đắt bậc nhất trên thế giới. Nhiều khoản đầu tư tỷ USD khắp thế giới. Gần đây, VinFast cho thấy tốc độ phủ sóng của mình khắp thế giới khi mạnh tay đầu tư 2 tỷ USD vào Ấn Độ hay 1,2 tỷ USD vào Indonesia để xây nhà máy. Hãng xe Việt Nam cũng đã hiện diện tại Mỹ, Canada và một số nước châu Âu. Một nhà máy lớn của VinFast đang trong quá trình xây dựng tại Mỹ. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.